Đây là cái phục của ông anh khách tới, ông làm cách đây năm đó mà nó dơ như vậy nè, mà anh chạy mới có 3.000 cây à, thì chắc chắn là không được thay cái dầu tốt rồi đó, dầu phục không phải dầu tốt mới ra dơ như vậy. Cái thứ hai nữa là cái cách làm của người ta không biết người ta có tháo ra, người ta có rửa vệ sinh như vậy không, chứ còn mình lấy ra mình rửa từng món đồ như vậy, mình xếp vô đó rất là mới, sau đó mình mới ráp vô, mình thay phốt, mới thay dầu vô, và dầu phục là dầu liquid, không phốt là phốt hãng, phốt xịn đó. Thì hả, cái cách làm là một chuyện nữa, cái nữa là vật giá, cho nên cái giá nó sẽ khác nhau à. Cho nên là anh em chỉ biết làm phục thôi, nhưng mà anh em mới biết là người ta thay phốt gì rồi, cái gì ghê à, có bò hả, ghê à, trời trời thịt trăng trời. Trong này không có bỏ bò đâu, tại dầu dởm nó ra vậy á. Cái dầu dởm nó ra vậy đó. Đó, cách làm cả một vấn đề. Cái thứ hai đó vật liệu, chứ anh em có biết là làm mới làm phục, nhưng mà anh em không biết là làm như thế nào ha, rồi hiệu quả ra sao thì anh em không có nắm, rồi anh em đi so sánh này so sánh kia, cho nên là khi mình biết một cái gì đó rồi thật là rõ rồi á, mình không đi so sánh, chứ đừng có nghĩ cái chỉ thấy bằng mắt, cũng mới làm phục xong, chỗ kia mới làm phục xong, nhưng mà mình không biết là làm phục làm như thế nào, không thay những cái gì vô đó đó, và cách làm như thế nào. Dầu người ta vô á, nó phải có tùy theo dòng phục, nó sẽ có một cái lượng dầu vô phù hợp đó, phải có cái thông số đó, thông số dầu đổ vô, chứ không phải đổ nhiêu cũng được đó, không hề dễ đâu anh em, đừng có nghĩ tưởng dễ dàng quá rồi làm, nhưng mà đó cái vấn đề là ổng làm ổng mới đi 3.000 cây thôi mà nó như vậy đó ha. Cho nên là coi đây mình làm á, ảnh cũng đứng ảnh coi ha, coi sao người ta mới hiểu được cái vấn đề như thế nào, chứ còn cứ nghĩ về giá nhiều quá thì mình không biết là mình sẽ xài được bao lâu, và mình sẽ xài nó trong cái tình trạng như thế nào mà mình không có biết được ha. Làm cái cặp phục này á, tiếng mấy hai tiếng đồng hồ á, mới đơn giản thôi anh em. Rửa không, tháo ra rửa không là cả một vấn đề. Alo. Nói đó chị. Rồi. Gửi qua hả? Ok, em gửi hồ sơ qua đi. Phạm Sang Sky @gmail.com. Bữa nào giờ bên mình có mà. Sky SKY dài. Đúng rồi. Sky mới đúng hả? Đúng rồi. @gmail.com. Rồi in nó ra rồi ký xong rồi gửi qua bên chỗ nào? Rồi, ok. Chừng nào gửi luôn, gửi chung với hồ sơ luôn hay sao? Rồi, ok, cảm ơn. Rồi, vậy nha anh em. Có clip ngắn như vậy thôi, trở lên cái phục như thế nào. Cách làm phục không có đơn giản đâu nha, ai cũng làm được hết, nhưng mà làm nó ra như thế nào mới là cái quan trọng.